Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong 5 năm từ năm 2026 đến 2030, mục tiêu sẽ đưa nước ta thuộc nhóm từ 30 đến 35 nền kinh tế lớn trên thế giới, nằm trong nhóm các nước có thu nhập trung bình cao. Đây là một trong những nội dung được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Tiểu ban Kinh tế Xã hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã đề xuất tại phiên họp Thường trực Chính phủ với Thường trực Tiểu ban Kinh tế Xã hội vừa diễn ra vào sáng nay. Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Lê Thành Long, Hồ Đức Phước, Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo các bộ ngành địa phương là thành viên của Tiểu ban Kinh tế Xã hội. Các đại biểu đã cho ý kiến và tiếp thu, giải trình và bổ sung các nội dung đã được Bộ Chính trị cho ý kiến để hoàn thiện thêm một bước đối với dự thảo báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Tiểu ban Kinh tế Xã hội đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 phải làm sâu sắc hơn những thành tựu trong bối cảnh thế giới có nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến phức tạp. Qua đó, thấy rõ bản lĩnh, tự tin, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nắm chắc tình hình của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đề ra mục tiêu giải pháp phù hợp, tổ chức thực hiện. Thủ tướng yêu cầu nêu rõ một số chỉ tiêu cần phấn đấu hơn nữa để đạt, như về tốc độ tăng trưởng kinh tế, trong khi nước ta là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô kinh tế còn khiêm tốn, xuất phát điểm thấp, độ mở cao, nhưng sức chống chịu hạn chế và trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, phục hồi chậm. Đối với phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp thu nội dung ổn định để phát triển, đổi mới tư duy phát triển đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm tính vượt trước dẫn đường, bứt phá trong một số lĩnh vực, nhất là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện có tính khả thi, đề xuất mục tiêu đưa nước ta thuộc nhóm từ 30 đến 35 nền kinh tế lớn trên thế giới, nằm trong nhóm các nước có thu nhập trung bình cao. Về nhiệm vụ giải pháp, Thủ tướng chỉ rõ, cần đề xuất cơ chế, chính sách huy động được nguồn lực xã hội, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, cải cách thể chế, nhất là thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhà nước đóng vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là trung tâm. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ đạo bổ sung một số nhiệm vụ đề án, dự án cụ thể quan trọng, trọng điểm, tạo đột phá, như đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, phát triển công nghiệp đường sắt, công nghiệp năng lượng xanh, năng lượng sạch, đề án chống biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long, các dự án liên kết vùng, nhất là đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, các tuyến đường sắt đô thị, các dự án cảng biển, cảng hàng không, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, hạ tầng số, các trung tâm dữ liệu quốc gia, vùng ngành, các trung tâm tài chính, trung tâm thương mại mang tầm quốc tế. Thưa quý vị, nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 9. Chiều ngày 8 tháng 9 theo giờ địa phương, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Trò chuyện thân mật với Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và cán bộ nhân viên Đại sứ quán, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết mục đích chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ lần này nhằm đáp lại chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin vào tháng 7 năm 2021, đồng thời trao đổi các vấn đề về thế giới, khu vực cùng quan tâm. Qua đó tăng cường lòng tin chiến lược và thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa hai nước, phù hợp với nội hàm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trong đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Mong muốn và đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, phát huy kết quả công tác đã đạt được, chủ động nghiên cứu, kịp thời đề xuất cho Đảng, Nhà nước và quân đội các giải pháp để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn vì lợi ích của hai dân tộc và của cả khu vực cũng như trên thế giới. Chiều ngày 8 tháng 9 theo giờ địa phương tại Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đại tướng Phan Văn Giang đã điện đàm trực tuyến với ông Patrick Leahy, nguyên thượng nghị sĩ, nguyên chủ tịch thường trực, chủ tịch Ủy ban Chuẩn tri Thượng viện Hoa Kỳ. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng được trao đổi qua điện đàm với ông Patrick Leahy. Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ lần này diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 1 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được những bước tiến dài trong lĩnh vực hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Đối với Việt Nam, giải quyết hậu quả chiến tranh là lĩnh vực hợp tác nhân đạo được nhà nước, chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam hết sức quan tâm. Mỗi dự án khắc phục hậu quả chiến tranh được triển khai thành công đã và đang hàn gắn vết thương của quá khứ, tăng cường lòng tin và mở rộng cánh cửa hợp tác trong tương lai, góp phần thúc đẩy và tạo động lực cho quan hệ hợp tác rộng mở giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, phù hợp với mong muốn và lợi ích chính đáng của mỗi bên, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Chào mừng Đại tướng Phan Văn Giang lần đầu tiên thăm chính thức Hoa Kỳ trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ông Patrick Leahy đánh giá cao và bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ những năm qua, nhất là việc hai nước đã vượt qua những khác biệt và nỗi đau chiến tranh để cùng hợp tác vì tương lai tốt đẹp hơn và gần đây đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Ông Patrick Leahy cho biết cá nhân ông và nhiều nghị sĩ của Hoa Kỳ có tình cảm gắn bó đặc biệt với Việt Nam, luôn làm hết sức mình để đóng góp cho quan hệ hai nước, đặc biệt là duy trì và thúc đẩy các hoạt động liên quan tới khắc phục hậu quả chiến tranh như rà phá bom mìn, xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật ở Việt Nam. Ông Patrick Leahy cũng mong muốn thời gian tới, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là nền tảng để thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần giúp hai nước đạt được các mục tiêu chung về hòa bình và thịnh vượng.